Rồi, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật của em ha. Mọi người mua hàng liên hệ số hỏi em ha, 0348308843. Rồi, mình theo dõi cái kênh để coi mấy cái video em đăng lên mới nhất á, thì bấm vô cái nút đăng ký kênh ha. Rồi, em cập nhật mấy cái món hàng đã bán hay chưa dưới cái phần tiêu đề của cái video á. Mọi người bấm vô cái tiêu đề á, sẽ thấy ha. Rồi, hôm nay em lên cái video clip 58. À, món số 1 là cái cây Kumba nha mọi người. Kumba của Shinhwa. Cơm ba bằng thép ha, có xin qua kích thước nè, khoảng 20 nha. Mở ra rất là rộng luôn, 15 cm. Xin qua Japan luôn. Đây thương hiệu là Shinhwa chim cánh cụt nè. Rồi, cái combo này có mã là 5801 ha. Giá 250 ngàn. Số 2 đó là cây cắt ton của Mitsubishi ha. Đây, logo là của Mitsubishi này. Kéo này cái thế cắt nó rất là dễ cắt ha. Đây. Lưỡi dày luôn, rất là bén. Đây kích thước đó nè, 25 cm. Rồi cắt to này có mã là 5802 nha, giá 300 ngàn. Rồi tiếp theo là một cây thước Livo. Vivo của Dịch Ben ha. Đây. Thương hiệu Cao D. Hân nó bằng nhôm nha mọi người. Đây là hân bằng nhôm. Có ba cái mức cân hủy nè. Chiều dài nó là 23 cm. Đây, cao 6. Bề dày khoảng 2 phần 7, 2,7 phần. Rồi cái ốp Livo này có mã là 5803, giá 200 ngàn. Tiếp theo là hai cái ống tẩu hút hút ha. Tẩu hút nè. Hàng bãi Nhật nha mọi người. Cái tẩu nhỏ này là nó bằng gỗ nè. Cái hân nó bằng gỗ. Bằng trúc ha, hay là bằng gỗ gì đó.
Còn cái tẩu này là hân nó bằng nhựa nha mọi người. Nó nhái cái kiểu cái trúc, cái tre, cái trúc. Một tẩu dài, một tẩu ngắn. Đây tẩu dài 30 luôn. Tẩu ngắn là 12. Rồi hai cái tẩu này có mã 5804 nha, giá bán 300.000 hai cái. Tiếp theo là một cái bình nước của đây thương hiệu, đây thương hiệu này của Mỹ, nổi tiếng trên thế giới nha, nó bán ở 110 mấy quốc gia rồi đó. Thương hiệu Mỹ, cái hàng này là xuất nhập nha mọi người. Bình này nó còn nguyên cái chén uống nước ha. Đây, đây là cái nút nó. Khi đậy là mình tự mình dặn nút chứ không cần phải đậy gì. Đặt cái nắp lên là nó tự động nó đóng luôn. Trong nè bình này nó chứa được khoảng tầm 1,5 lít nha, bình này khoảng 1,5 lít. Giữ nước đá rất là ok luôn. Đây là kích thước của cái bình nè mọi người, 32 cm ha, đường kính nó là 11 cm. Rồi cái bình giữ nhiệt này có mã là 5805, giá bán 400.000. Tiếp theo em về một cái bộ máy hàn ha, máy hàn chì nè. Cái chạm hàn chì, ở đây cọc chì nè, đây công tắc, đây đèn báo, ở đây ba mức chỉnh nhiệt nha, nhỏ ha, trung bình ha, là mạnh. Đây là công suất nó nè, nó xài điện 100V 15W. Cái tai hàn này có dây dài khoảng 1,5 m. Đây có bọc lò xo chống dập dây ha. Đây là nó sản xuất tại Anh nha mọi người, đây Ireland nè. Máy này đầu rất là nhỏ luôn, đầu khoảng 0 chấm mấy ly á. Nè, nó nhọn hoắt nè, chuyên dùng để hàn hàn mạch điện tử ha. Em cắm thử nên coi ha, coi nó bao lâu nó nóng nha. Rồi nó cắm rồi đó. Rồi đợi tí thì nó nóng lên. Mình chưa bật công tắc, đây bật lên nha.
ấm rồi nè. À, trong khi chờ nó nóng thì mình qua cái món tiếp theo ha. Ở đây mình có cái thước thước kê góc, thước đo góc mà nó bị mất con ốc rồi nha. Đây, ngoại hình nó như vậy nè. Đó. Nó phải có con ốc nguyên bản, nó phải có con ốc giữ đây nè để mình đo. Bây giờ nó mất con ốc rồi thì mình bán rẻ cho anh em về chế ha. Của cho bay luôn ha. Đây, bán cho anh em về chế là cây hước này có mã là 5807 nha, giá 200.000. Hước này rất là dày luôn. Đo coi nó bao nhiêu mili ha. Nó khoảng 2 ly nha mọi người. Đây là thép này 2 ly nè. Rồi bán 200.000 nha. Nên về chế ốc vô. Cái món hàng này chắc là nó nóng rồi đó. Thử dung trì nè. Đó, chảy luôn rồi, rất nhanh nóng luôn. Đây. Rất nóng, đẩy tới rau ăn tới đó luôn. Hũ nhỏ nhưng mà ăn chì rất là tốt. Ok. Cái máy hàng này có mã là 5806 nha, giá bán 700.000. Rồi, qua món số 8 nha mọi người. Đây là cây kìm bấm cót đa năng ha. Nó nhiều chức năng. Đây nó có bấm cót nè. Đây cắt tiren ha. Cắt mấy con ốc á. Cắt được ốc 5 ly trở xuống, đường kính 5 ha, M5 nè. Cái ren ốc 5 ly trở xuống á. Ốc á, cái mình vặn vô đây nè, nó đây nó có ren luôn ha. Vặn vô cho nó ló qua cái lỗ này nè. Cái bấm phát là nó gãy đứt cái chân ốc luôn. Để mình cắt ngắn mấy con ốc mình muốn cắt ngắn ha. Còn đây là chuốt dây điện nè, đa năng luôn. Đây là chuốt dây điện à. Đây có thể cắt dây luôn. Ở đây cắt dây trên nha mọi người. Cắt dây trên đây à. Lưỡi cắt nè. Đây chuốt dây. Rồi nó chuốt dây từ đây coi 5,5 ly, dây 5.5 ha, trở xuống. Đây dây điện 5.5 nè. Mọi người coi thông số giùm nha. Là cái lõi nó là dây 5.5 là lõi 3.2 mili nè. Đường kính ở đây còn hai cái lỗ, một cái lỗ bấm cót nữa ha. Nè, bấm cót nè. Đây là của thương hiệu Lobster, con tôm đó. Lobster luôn nha. Rồi cái kìm bấm cốt này có mã là 5808 ha, giá 200.000. Tiếp theo là một cái bấm số. Đây cái bấm số. À cái điểm số. Điểm số giống như ở trên máy bay á, mọi người thường thấy mấy tiếp viên bấm để điểm số người không? Điểm khi qua sân bay, qua cửa khẩu hoặc là qua việc á. Mình bấm đó. Đây nè. 1 2 3 4 5 6 7 á. Tô nó lại. Rồi tô lại số 0 bắt đầu đếm. 1. Đó.
Ok. Rồi, cái bấm số này có mã là 5809 ha, giá 150.000. Rồi cuối cùng là một cái nồi nha mọi người. Cái quánh ha, những cái quánh nè, nhỏ nhỏ. Nồi chén tráng sứ ha. Nó chén men sứ. Nắp bằng thủy tinh ha. Có hình quả cà luôn. Rồi cái đường kính của cái nồi này là 15 nha. Chiều cao nó là 8 cm. Rồi cái nồi này có mã là 5810, giá 250.000. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi cái video clip ha, và ủng hộ kênh của em. Hẹn gặp mọi người trong các video tiếp theo.